Rồi đi, xin hỏi ra tiền nào đây? Bố đi. Bố. Cứ hỏi đi chị. Bố phải bố. Mày không biết tao là ai à? Cứ hỏi trực tiếp như bình thường. Hả? À? Em hỏi đi. Có phải ra tiền họ của cô Dung không? Không. Phải bố mà. Không. Tao là con mày. Con mày. Con mày. Tao con mày. Con bò hả? Bé đỏ hả? Bé đỏ. Nào hôm nay bé về đây để thầy cầu siêu cho bé phải không? Mày hư lắm. Tao gần hình thành người chứ mà mày bỏ tao đi. Tao thế nào? Hả? À? Xin lỗi. Bây giờ bé có thiếu tốn gì không? Đấy, chính vì mày bỏ tao đi như thế nên là tao làm cho mày khổ đấy. Mày hiểu chưa? Đây là bây giờ vợ chồng mày ly tán đấy. Đây là con cái là đấy. Mày là như thế đấy. Quay mặt thầy vào. Bây giờ cần gì? Để lễ, để lễ cho. Để lễ. Rồi không thiếu gì đâu. Để không đủ rồi, tao đi bây giờ theo các quan thì tao cũng thiếu gì đâu. Nhưng tao rất giận mày. Vì tao đã sắp thành thành người để mày bỏ thế là tao cũng hình thành. Bay là bay các quan là thương cho tao đi theo hầu rồi. Thế bé là nam hay nữ? Là nữ. Nữ à? Đánh giá ghê nhở? Không đánh giá đâu, nhưng mà tức quá. Sớm chuẩn bị sắp là thành thành người rồi. Thế là bỏ đi. Thế à? Còn bình thường không đánh đá đâu. Giận. Đang tức lắm. Giận lắm. Giận mẹ à? Giận. Không muốn mẹ với bố quay lại với nhau không? Khó quay lại được lắm. Thế à? Bởi vì là mỗi người một quan điểm nó khác nhau, khó lắm. Ông chẳng bảo xuống nên là khó mà quay lại được nhau lắm. Thế mẹ có thương các anh chị ở trên tầng không? Chứ là anh chị là chúng nó cũng đều là quan hết, không phải đấy gì cả. Đó vẫn cũng có người hộ trì phù hộ cho nó đi theo đó, nên không phải lo. Thế giờ bé được sư pháp chưa? Chưa, bây giờ đang đi theo các ngài, thì họ ông các ngài. Thế có nhìn theo Phật không? Thôi, đi theo các ngài rồi. Muốn thầy sư pháp cho bé để về để sớm được tái kiếp làm người không? Thôi, không cần nữa. Ngày hôm nay lên thì mẹ xin lỗi bé đi, cho bé đừng giận thêm nữa. Xin lỗi đi. Bé không nói khác gì không, bé đi. Em về uống nước đi. Không, uống gì cả. Đầy đủ hết rồi đi, các ngài có thiếu thốn gì đâu. Nhưng mà ức lắm. Mẹ xin lỗi, sáng uống bé đi. Xin lỗi đi. Ức kinh khủng luôn đấy. Bây giờ nha, về nha, về thắp hương, hả? Người ta nha, đặt cho người ta tên, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, là ngày rằm, ngày mùng 1, mua hoa quả, các thứ thắp hương, gọi tên người ta, đặt tên người ta, hiểu chưa? Người ta bỏ qua cho, người ta phù hộ cho, hiểu chưa? Có nghe thấy gì không? Nhớ chưa? Thầy ơi, thầy mẹ còn chết, con rụng tim mà con mất chết. Chết mày quá. Yankee Doodle went to town around.